Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã lại kênh của Xin Mới Rưới Xe Câu Áp nha. Thì hôm nay thì mình về được mười mấy cây súng của hàng bãi Nhật nha anh em. Súng chỉnh xoài chỉnh gom nha. Đó, chỉnh cái tay cầm á. Rồi, trước tiên vô video clip thì xin chúc toàn thể anh em xem video clip có ông tổ trời này niềm vui nha và sức khỏe. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cây nha anh em. Rồi, đầu tiên thì mua một đống về, có hai cây này nó bị cái cần. Cái này để mình lấy đùa nha. Nó lấy đùa thì mình sẽ không giới thiệu cho anh em coi này. Rồi. Tiếp tục thì có một cái cây này nha anh em. Cây của Italia. Này là hàng của Made in Italia nha anh em. Đó. Hàng bãi Nhật. Súng à. Súng này thì có chỉnh xoài chỉnh gôm cái này nha. Đó, cần gạt nha anh em. Cần gạt chỉnh xoài chỉnh gôm này. Đó. Bét này là bét 1 ly rưỡi nha. 1 ly 8, 1 ly rưỡi, 1 ly 8 nha anh em. Bét này 1 ly 8. Đó, chỉnh xoài chỉnh gom nha. Đó, cần súng nha anh em. Đó, một cây. Thì giá mấy cây này là giá 1 triệu 8 một cây nha anh em. 1 triệu 8 một cây là mình đã gắn mình test ok hết nha. Chưa có test chạy ok hết. Đó. Không bị đĩ nước xì xẹt với dao cho anh em nha. Đó. Này thì nó không có cái đầu khớp nó nhanh nha anh em. Anh em nào muốn đầu khớp nó nhanh thì mình sẽ gắn tính thêm nha. Đó, này thì bán cái súng thôi là 1 triệu 8. 1 triệu 8 một cây. Con này là thích hợp cho anh em xài mấy cái dòng lưu lượng nước nhiều nè. Đó. Bét ly 8 hay ly là nước nhiều nha. Còn anh em nào muốn cái bét to hơn thì mình sẽ coi thử nghiên cứu coi đổi cái bét cho anh em. Ở này thì có bét ly rưỡi. Đó. Rồi giá 1 triệu 8 một cây. Cây này nó cũng bị mất cái bán súng rồi, mất cái cò. Đó, mình sẽ kiếm cái cò khác á, kiếm cò vậy nè. Đó. Để gắn vô cái này. Cái này thì có nha anh em. Cái này thì trong kho mình có. Đó, mình gắn vô cho anh em. Đó. Cần gạt nha anh em, chỉnh xoài chỉnh gôm nha. Đó. Này thì bét 2 ly rưỡi, 2 ly rưỡi bét to nha. Bét to 2 ly rưỡi. Đó. Mấy cây này thì cũng 1 triệu 8 nha anh em. Đó, bét 2 ly rưỡi nè. Của Italia nha. Này thì súng này là anh em VR925. Súng này là dòng này, súng này là anh em là nếu mà xài súng ấy là quá biết luôn rồi. Thì dòng này của Italia. Đó, súng mới vẫn có nha anh em, mới riêng của vẫn có. Họ anh em thấy cầm cái súng à. Cái súng cầm nó rất là nặng tay luôn. Đó, súng này nặng tầm khoảng 3-4 kg á. Mà nó cần có cái tay gạt này nè. Đó, cái tay này nữa. Tay này nữa thì anh em cầm nếu mà xài mấy con mà áp cao bởi nước nhiều á là anh em cầm không bị giật người nha. Còn mấy súng kia là nó có không có cái tay cầm, nó cầm chỗ này. Đó, còn có cây súng nào không có muốn xài áp cao mạnh á thì xài mấy cái này cho đỡ phải mỏi người. Cây này thì bét 2 ly. Bét 2 ly. Cây này còn ngon. Đó. Cò súng còn rất là ngon luôn. Chỉnh xoài chỉnh gôm nha anh em. Đó, chỉnh xoài chỉnh gôm. Rồi, tiếp tục thì có một cây cũng Italia luôn. Nhưng mà cây này thì nó có cái tay cầm như này. Đó, nó có bét mỏ vịt nha. Bét mỏ vịt chỉnh xoài chỉnh gôm. Bét mỏ vịt. Đó. Cũng Italia luôn. Rồi tiếp tục thì bên này có một cây nữa nha anh em. Ở cây cũng Italia này, nó có cái chỗ này anh em để gạt xuống nè. Họ cho anh em để lại khỏi phải bóp nhã nha, bóp nhã khỏi phải bóp nhã. Đó, khỏi bóp nhã để cho nó cần gạt luôn nha anh em. Bét này là bét một bét 2 ly nha. Đó, thì anh em nào máy nào anh em xài bét cỡ bao nhiêu á thì em sẽ bán cho anh em cái súng cỡ bấy nhiêu nha. Đó, bét 2 ly 2 ly rưỡi. Còn con này cũng Italia luôn nha anh em, con này cũng xịn luôn nè. Đó, cái đầu này bét 1 ly 2, bét 1 ly 2 nha, 1 ly 2. Đó, bét 1 ly 2 xịt rất là ngon luôn nha anh em. Đó, còn hai cây này nữa. Cây này cũng rất là đẹp luôn nhưng mà nó bị mất cái cây chỉnh xoài chỉnh gôm.
coi cây nào thì em lấy đồ sàng qua thì cho anh em nha. Đó. Này con này bé 2.5 ly nè, bé này là bé sứ nha anh em, lõi này lõi sứ nha, lõi sứ đó, nó không bị mòn nha anh em, lõi sứ nó không bị mòn, cầm rất là chắc chắn luôn đó. Cây này, cây này cũng cây này 1.2 ly nha anh em, 1.2 ly rồi. Em muốn có gì một cái cây xài cho nước nóng lạnh nha anh em, xài nước nóng nè. Đó, xài nước nóng đó, con này chạy được 150 độ C nè, 275 bar, 45 lít trên 1 phút nha anh em. Dòng này thì nó có cái càng quay đó, cái này nó hai đầu bét nha anh em, hai đầu bét. Cái đầu bét của nó bị hư rồi, thay đầu bét khác nha anh em. Đầu bét nó bị hư này, má xài nước nóng lạnh hoặc rồi thì súng này thì mình bán giá 1.8 triệu một cây nha anh em. Anh em nào cần cái loại bét bao nhiêu, bao nhiêu ly, từ 1.5 ly, 2 ly, 1.5 ly, ly 8, 2 ly, 2 ly rưỡi đều có nha. Rồi, cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Rồi anh em nào cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại mình 033 241 6648 nha anh em, về các bạn Zalo xin máy rửa xe cao áo quyền Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào và hẹn lại anh em, bye bye.